chúng mình hai đứa xa nhau. Ta 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 tùm ta tùm ta tùm. Trời ơi. 1001 bí kíp để thành thám tử. Ồ ghê à. Kỳ vậy ta? Gì vậy? Đâu kìa. Gì? Kiếm gì vậy? Tiền. Mất tiền hả? Không phải là mất nhưng mà nó cũng gần như là mất. Chị để đâu vòng vòng trong nhà này mà chị... Ủa, sao đó? Mất bao nhiêu tiền? Khoảng 500 ngàn. Trời ơi, 500 ngàn luôn hả? Mà không phải là mất. Chứ sao? Sáng nay chị đi chợ. Đi chợ về thì bà Châu bán muối á. Bữa bà nợ tiền chị. Ngày nay bà trả. Chị cầm trên tay xong cái chị vô nhà thì có điện thoại gọi đến. Cái chị bỏ đâu vô một cái vật gì chị không nhớ. Xong rồi cái tự nhiên lúc đó điện thoại gọi đến rồi cái chị nghe điện thoại. Chị khoan nói nữa. Rồi cái xong rồi mất tiêu đâu luôn. Chị khoan nói nữa. Em sẽ giúp chị tìm lại 500 nghìn. Em sẽ điều tra cho chị. Trời ơi, không biết có điều tra được gì không mà thấy làm màu quá vậy. Muốn trở thành một thám tử, đầu tiên chúng ta phải có tính hiếu kỳ. Điều kiện đó, em nói. Gặp bất cứ trường hợp nào cũng phải có tính kiên nhẫn. Kiên nhẫn cái gì chứ? Và muốn trở thành một thám tử, mình phải có tính linh hoạt, sức khỏe tốt, phản xạ tốt. Có 3 bước để phá án. Bước đầu tiên, quan sát. Rồi quan lẹ lên đi, xét gì đó, xét nhanh đi. Bước thứ hai là lắng nghe. Bước thứ ba là suy luận. Nói là nãy giờ nói theo sách. Chị cần cái thực tế nè, bây giờ làm sao tìm lại cái tiền đó cho chị? Đầu tiên mình phải quan sát hiện trường. Ok, em quan sát đi. Trời ơi, kiểu này chắc tới 8 năm sau tôi mới tìm lại được tiền của tôi quá luôn á. Cái này coi làm sao ta, À đúng rồi, thấy rồi. Được không? Sao? Ê! Cái gì? Thấy rồi hả? Nó ở trong này hả? Trong cái này hay sao? Trời sao chị lại nhét ở trong này chị không nhớ? Ủa sao lau bàn rồi mà bàn vẫn còn dơ quá ta? Ôi, tào lao! Tự nhiên la lên làm hết hồn tưởng là tìm được tiền rồi. Đang quan sát. Chị bình tĩnh, Bước tiếp theo là mình phải coi là bước thứ hai nãy em nói là gì ta? Thứ hai là suy luận. Chưa, suy luận là bước thứ ba. Lộn rồi. Chờ xíu đi. Hệ thống lại gì đó. Chờ xíu đi. Trời ơi, tôi như ngồi. Trời ơi, đã nói lại vậy nè. Đầu tiên là quan sát. Ừ. Thứ hai là phải biết lắng nghe. Lắng nghe giờ ai nói ai nghe đi. Lắng nghe cái gì? Bây giờ tôi yêu cầu chị trả lời thành thật các câu hỏi của tôi. Chị có nhớ rằng chị đã để quên cái tờ tiền 500 ngàn ở đâu không? Bây giờ tôi chỉ nhớ là như vậy nè. Sáng nay tôi đi chợ. Sau khi tôi đi chợ về, như nãy tôi đã kể là người ta trả tiền cho tôi. Tôi cầm tờ tiền đó, xong rồi tôi đi vô nhà vệ sinh. Sau đó tôi cởi. Ủa, có cần phải kể rõ vậy không? Chị phải kể đi, chị đến nó sắp ra rồi đó. Chị cởi nhiều khi nó cởi ra cái nó rớt xuống. Lúc chị đứng dậy chị có thấy tờ tiền rớt xuống. Rớt trong tôi lén đúng không? Không. Chứ sao? Tờ tiền vẫn còn. Tại vì tôi nhớ là lúc đó trên tay tôi ướt á. Cho nên là tôi có cảm giác rất là khó chịu. Rồi là chắc chắn là cái thời điểm đó là tờ tiền vẫn còn trên tay tôi. Đúng rồi. Sao nữa? Sau đó là tôi đi ra ngoài, tôi đóng cửa nhà vệ sinh lại. Tôi dặm chân, tôi lao chân. Rồi. Không có cần tới cái chân, cái tay thôi. Tờ tiền đang cầm trên tay mà. Tưởng là phải kể chi tiết như vậy. Rồi tiếp đi chị. Sao nữa? Rồi tôi mới hứng. Chị hứng nước. Hứng chụp hình. Rồi. Chụp hình selfie. Chụp hình. Lúc mà chụp hình thì tờ tiền còn nằm trên tay không? Vẫn còn. Tại vì tôi vẫn cảm thấy khó chịu lắm. Thì cái tờ tiền lúc này là chị hết chịu nổi nó rồi. Chị cứ phải cầm nó mà cầm cái điện thoại chị chịu hết nổi rồi. Chị phải giải tán nó thôi. Thì
chị đã cất nó vô một cái, nó không phải là cái hộp em ơi, nhưng mà nó là cái hộp, nhưng nó không phải cái hộp, nó giống như cái hộp. Rồi khoan, ngưng ở chỗ này. Lúc mà chị bỏ vô cái vật đó thì trong nhà có ai không? Có đó. Ai? Đúng ha, ngoài chị ra là còn người nữa mà. Tại sao chị lại không nhớ là còn người đó chứ? Cái người đó? Ừ. Ai? Ai? Đúng rồi, chính là em. Chị đừng nói nữa, em có đủ thông tin rồi, đủ thông tin cho chị rồi. Sao? Theo như sách vở người ta chỉ, trong cái hiện trường này có hai người, em và chị. Đúng. Mà chị là người mất tiền. Ừ. Thì thủ phạm chính là em chứ không ai? Thủ phạm chính là em chứ không ai? Chính xác luôn á. Nhưng mà đó là mình phân tích theo sách thôi. Trời, em không có lấy tiền của chị. Trời đất ơi, em lấy tiền chị là em ngồi đây làm gì? Tạo chứng cứ ngoại phạm. Không có. Em đừng có nói dối chị. Em nói thẳng ra luôn đi, 500 ngàn chị có thể cho em luôn cũng được. Nhưng mà chị ghét nhất là nói dối. Chị cho em thôi, giờ thôi bỏ qua luôn. Cứ nói gì nữa. Em nói thật thì chị bỏ qua. Thì em nói thật là em không có lấy. Em nói thật đi thì chị sẽ tha. Chị chờ em xíu em. Này nó bày trò gì nữa đây. Chị ơi. Rồi, sẵn sàng chưa? Bây giờ mình điều tra lại từ đầu đi. Gì nữa? Tại vì em nghĩ là chị sẽ bỏ sót một cái chi tiết nào đó rất quan trọng. Trời ơi, bây giờ, không lẽ giờ kể lại từ đầu? Không, em không cần chị kể nữa, chị kể dài dòng quá. Lỗi. Em đang thắc mắc là chị nhét vô cái gì đó thì em mới có thể điều tra ra được. Lúc mà chị đi về, chị có nhớ là chị cầm cái gì không? Chị cầm gì sẵn chị tiện, chị nhét vô hay là chị cầm... Ê, khoan, đúng rồi. Tại sao nãy giờ chị lại nhớ là chị luôn có cái cảm giác khó chịu khi mà chị cứ phải vừa cầm cái điện thoại mà vẫn phải cầm cái tờ tiền đó? Tại sao chị không một tay cầm điện thoại và một tay cầm tờ tiền? À, tức là một tay của chị đang bận cầm cái gì đó cái... đúng không đúng rồi. Vậy là tay bên này chị cầm cuốn sách. Chị cầm một cuốn sách đó, thấy chị đó. chị sáng nãy khi mà chị đi công chuyện là chị thấy có một cái cuốn sách là 1001 đêm đấy. Phải chị qua cái tuổi đó rồi, qua cái tuổi đọc truyện cổ tích rồi. 1001 bí kíp gì đó để trở thành thám tử. Đúng rồi, mà chị chưa kịp đọc luôn, thành ra là có điện thoại gọi tới là chị đã nhét tờ tiền này vô cái cuốn sách đó. Và cái cuốn sách đó đâu rồi? Cuốn sách này đúng không chị? À, đó đây nè. Trời ơi, là cái cuốn. Nhưng mà em thú thật với chị là em chưa lấy một cái tờ 500 ngàn nào. Em không biết nó nằm ở trang nào luôn chị. Chị có thể nói cho em biết là chị nhét vào trang số mấy không? Chị không có nhớ, chị nhớ là chị nhét đại vô cái quyển này. À, trời ơi, đây rồi. Tìm lại được mừng quá. Rồi em, chị công nhận nha, không ngờ em giỏi như vậy đó. Trời ơi, bây giờ tìm lại được tờ tiền này rồi. Chị là em không có lấy cái tờ tiền này. Chị xin lỗi em, nãy chị hơi bị nghi oan cho em. Thôi bây giờ vậy thì chị quyết định rồi. Chị đã nghĩ xấu em nên là chị phải bù cho em. Nên là cái tờ 500 này, hôm nay chị không có giữ cái tờ 500 này hết. Và chị sẽ sử dụng tờ 500 này thật là hợp lý cho em. Phải làm sao để mà thật công bằng đối với em. Cho nên là chị cho em đúng không? Chị nói một lần luôn, chị chưa chị nhữ trước mặt em. Không có, cho sao được mà cho. Cầm đi chợ đi, mua đồ ngon về đây. Rồi còn dư á chị em mình đi trà sữa. Hiểu chưa? Đó, xài cho banh cái tờ 500 ngàn này luôn. Ủa chứ không có cho à? Bậy bạ, 500 ngàn của chị mà em. Với cả vậy nè, chị quyết định rồi. Bây giờ cái này chị không cần nữa. Cho em đọc luôn. Em đọc hết trong đó cho chị. Em thấm nhuần tất cả mọi tư tưởng, triết lý, công thức, phương pháp ở trong đó cho chị. Bỏ hết vô cái đầu của em, để sau này đụng chuyện chị lấy em ra chị xài. Dạ thôi, em muốn an phận kiếp ô xin. Trời ơi, hàng giảm giá nhiều quá. Mà muốn mua ra một bó rau má ăn không có vậy ta. Trời ơi,
giờ này chưa tới nữa ta. Đâu mất vậy ta, giờ này chưa tới nữa. Chú, chú, chú. Gì vậy con, tính giật đồ của chú hả con? Trời đất ơi, chú rảnh quá con, mà giật đồ chú không kêu chú làm chi? Kêu để mày thông báo chứ tao chạy cũng đâu có lại mày. Đâu có, xíu nữa bạn gái con tới đây à. Chú ngồi xích xích kia xíu được không? Mất dạy. Chỗ người lớn tuổi ngồi trước rồi tự nhiên đuổi người ta đi, người ta tới trước mà. Không thích thì thôi chứ chửi gì chú ơi. Mà bà này cũng kỳ nữa. Hẹn cũng đã vô thì giờ này chưa tới. Chán. Ủa đồng hồ tôi đâu rồi? Ngay cái lúc mà gấp mà quên đồng hồ. Chú gì nữa con? Chú cho con hỏi mấy giờ chú? À con muốn hỏi đồng hồ đồng chú mấy giờ hả? Dạ. À, theo cái đồng hồ Nhật của chú á, muốn hỏi phải 10.000. Gì chú ơi, hỏi giờ cái 10.000? Đâu có con, đồng hồ của chú là đồng hồ xịn chú mới mua. Gì cũng vậy, giờ mày phải khấu hao cái hư của nó. Thôi khỏi luôn đi, tự coi luôn đi. Dạ con quyết định là con không coi đúng không? Không coi. Cất vô. Mệt quá nè 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 nè. 10.000 thôi chứ gì. Con làm tiền tôi quá. Cho tôi biết mấy giờ giùm cái đi, trễ giờ quá rồi. Bác cảm ơn con. Theo cái đồng hồ Nhật của bác bây giờ đó là 4:30 rồi đó con. 30 giây lẻ 6 sao. Trời đất ơi, hẹn tôi giờ giấc vậy đó. Trời trời trời, đứng mà khuỷu chân luôn á. Thiệt cái tôi mà không thương mấy người. Có mà tôi đứng chờ vậy. Như bé Trúc ngày xưa quen, trời ơi đứng chờ tôi mà tao nói đứng mòn giò mòn gối luôn á. Tôi còn chưa chịu á. Giờ đối xử tôi vậy khổ lắm. Dòng mà nó biết mình thương rồi hay leo đầu mình ngồi á. Rồi cầm điện thoại giờ mới thấy mình ngu à. Gì nữa con? Coi giờ được mà mắc gì tự nhiên tốn 20.000 trời. Vậy hả? Tức thiệt chứ. Chắc thì này gọi chửi quá. Giờ con gọi chửi bà thấy đúng rồi đúng không? Được được. Nó tới chạy con chửi nó được mà nó đừng có chửi cha nó nha con. Trời con nói bác nghe, lúc trước con quen bé Trúc làm gì mà dám mà để con chờ vậy? Con quen bé Trúc hả? Con bé Trúc lúc trước con bé Trúc bỏ rồi. Trời ơi để chờ gì chết chứ con. Hên thằng bé này cũng thương á. Thương thiệt á chứ không này. Thiệt. Không có cái nào mà nó thốn bằng cái này đúng không bác? Không phải nó hết pin. Hết tức. Trời nó tức. Hết pin hả con? Hết pin. Không trời kịp nhìn số luôn. Hên quá. Trời ơi con của bác ở nhà nó chăm sóc cho bác kỹ lắm. Bác đi ra đường là nó sạc pin của bác 100% luôn nè. Thôi bác ơi khỏi gài bác ơi. Máy có bác bây giờ có 100%, con cũng không nhớ số gọi nữa. Mà quan trọng biết gì không? Nó sợ là điện thoại bác chai pin. Nó có mua sẵn cho bác nữa cái cục sạc dự phòng này nè con. Trời ơi. Bác chai nhận. Bác hả? Gì vậy con? Bác chu đáo một cách khủng khiếp, giống như bác biết con cần cái gì bác mang theo hết. Nhận của con ba lại. Bác chưa có chết con ơi. Bây giờ con muốn mượn cái cục này của bác mượn thôi chứ không mua nha, mượn. Mượn cho hả? Cái giá đi. Cho con mượn bác lấy 500 thôi. Gì vậy bác? 500 con mua được 2 cục vậy luôn á. Vậy con không cần đúng không? Thôi bác cất vô luôn nè. Thôi mệt rồi, nè. Đó đi chơi mang 800. Đưa bác hết 600 mấy. Giờ hai đứa xíu nữa đi đâu được nữa. Không sao đâu con ơi, mình còn thẻ mà mình quẹt hai con không sao đâu. Thẻ gì, thẻ mang nợ không mà bác ơi. Rồi rồi cảm ơn con nhiều nha. Đây con xài mượn cái dây đi. Xài từ từ. Nhưng mà mượn xài cẩn thận nha con, hư là đền đấy nha bác con. Ơi con xài cái con trả bác liền. Bác tính toán đâu dữ vậy bác? Này anh rồi mà bác. Thì đúng rồi, bác xài Samsung mà. Con xài iPhone. Rồi vậy con về nhà con lấy dây con sạc nha. Bác không có dây này. Bác làm sao biết con xài điện thoại nào mà bác cho mượn dây? Ủa vậy giờ con mướn cục này 500 bác gì? Vậy con xài không được đúng không? Không. Vậy tại con bác gửi lại con 500. Đâu có được, con tiền vô rồi. Bác đưa hàng con còn con xài không được là tại con chứ không phải tại bác đâu. Không tin luôn, không tin trên đời mà có khúc này luôn. Bác coi như xui đi. Ý, hình như có ai đi tới rồi phải, bạn con không? Tới, bạn gái cũng tới rồi. Chú đi chỗ khác đi. Em. Tới hả? Em tới trễ. Trễ gì đâu? Trời ơi, em tới sớm luôn á. Sớm gần chết luôn. Anh cũng mới vừa tới à. Ôi, sao giờ đi đâu? Đi, mình đi ăn uống gì đó đi ha. Ừ, nay ăn gì chưa? Nhẹ nhẹ thôi ha. Em bên đường cũng được, anh dắt đi là em chịu à. Đi. Khoan. Ủa, con tính gì? Dẫn bạn gái con đi chơi hả? Đợi chú chút xíu. Ê, nè, không có giỡn nha. Chú nãy giờ là chú lấy tiền tôi nhiều, còn bây giờ đó là bạn gái tôi nha. Đúng là bạn gái của con muốn dẫn bạn gái con đi chơi á, là con phải tốn 10 triệu á. Bị gì vậy? Tôi dắt bạn gái tôi đi tốn 10 triệu tiền gì? Tiền bảo hiểm chứ con dẫn một người con gái đi, phải có tiền bảo hiểm, lỡ có chuyện gì xảy ra, còn có tiền đền bù vô chứ con. Qua đây, rồi đi. Đứng đó. Em làm gì em sợ? Bây giờ con muốn đi chơi đúng không?
10 triệu. Không có 10 triệu vậy đó. Thì tôi la lên nè. La cái gì? Tôi hết tiền rồi nha. Hả? La cái gì la con? Nè. Không đụng chạm tôi nha. Bây giờ bác đụng con làm gì bác? Đụng mạnh hơn. Ây da. Đi ra ngoài trời. Đi em. Ủa dạ. Đi. Ba. Em là... Gì? Có sao không ba? Sụm xương bánh chè chứ có sao đâu con. Em mới kêu là gì? Ba của em. Thiệt á, tại vì biết em quen anh đó nên ba muốn thử lòng vậy mà. Anh xô ba mạnh quá trời luôn à. Có sao không ba? Không, chật vô đây chút xíu rồi không sao đâu. Ba. Con kêu ba tiếng ba đầu đời của con mà con muốn khóc luôn. Ba. Ba hả? Con giỡn chứ. Đầu tiên bác không phải ba của con. Bác là cái ông già khó ưa nãy giờ con chửi á. Dạ đâu có đâu. Ủa mà nãy con giỡn sao vui quá ha. Trời ơi con giỡn cái bánh sụm bánh chè luôn vậy đó. Trời ơi qua đây. Gái qua bên kia đi. Dạ. Qua đây con. Ừ con qua đây. Dạ. Vui không con? Dạ, dạ. Sao xô bác quá mạng vậy con? Rút kinh nghiệm dạ. Chưa? Anh đâu có muốn xô ba em đâu. Con tưởng là bác người không đàng hoàng. Con sợ bác làm gì cho anh. Bây giờ ba em giận rồi đó. Anh làm sao làm đi. Thôi bác là người lớn, bác không có nhỏ nhặt chuyện đó đâu. Nãy giờ thử lòng của con á là bác thấy á, là con á là có thương con gái của bác thiệt. Dạ con thương thiệt. Thương thiệt mới chịu khó đứng đợi. Dạ. Giờ cái chuyện con xô bác nãy là bác xô con lại coi như quề. Dạ. Nhưng mà bác còn một chuyện con phải làm cho bác. Chuyện gì con cũng làm cho bác á. Cái chuyện bác đơn giản lắm. Một lát con với lại Trâm Anh có đi ăn kem đi chơi gì đâu á ha. Dạ, con đón xe cho bác về. À, không có, dẫn bác theo. Cái gì vậy ba? Cái này đâu có trong thỏa thuận của hai ba con mình. Đâu, cái này là một ruột mới giết chích riêng con ơi. Thế nhỉ chứ. Trời, coi như bác năn nỉ con đi con ơi. Con, bác nói con vậy. Hả? Tiền đâu nữa ba. Nãy có 800 đưa ba 600 mấy rồi, giờ đi ba người. Vậy đi hả? Đâu được nữa, con định qua đường ăn kem một chiếu thôi rồi bác. Trời được rồi, bác hiểu mà con cái nè. Mà phải chi ngày xưa đó. Bác mà nhận lời quen con bé Chúc rồi đó. Là bây giờ bác có người đi chung rồi, đâu có cần đi phá đám hai đứa con đâu. Tiếc quá hà, ngày xưa bé Chúc nha. Bác không có cần đứng đợi đâu, bé đó đứng đợi bác rồi. Bác qua một cái là bác dẫn bác đi ăn kem thoải mái lắm con. Cho bác đi không con? Dạ đi. Mình đi nha bác, mình đi ba người, ăn kem ba người mới vui. Trời ơi, dễ này tốt. Ủa, ghê ha. Mà Chúc là ai vậy ba? À, người yêu cũ của ba. Người yêu cũ hả? Sao anh biết rành quá vậy? Thì tự nhiên vậy đó. Dạ, con cảm nhận được cái tình cảm của bác dành cho bé Chúc. Hôm nay hai cha con vui quá à. Dạ, vậy xin phép ba cho con mình đi nha ba. Rồi, đi, ba lấy đồ cái. Than quê rồi các mẹ ơi. Bảo đảm xài vô một cái là da sẽ mịn màng, tươi sáng. Xài xong mà đẹp quá. Được người ta theo đuổi nhiều rồi đừng có bắt đền tôi nha. A hi hi. Đăng. Giờ ơi, cho anh quét cái nữa nha. Ủa thế nào chồng? Hả? Anh rảnh không? Thì anh đang rảnh cho nên mới dọn nhà nè. Nè, cái nhà này cũng rộng lắm á. Ở đằng kia sao anh không quét, anh quét ngay chân như hoài vậy? Thì anh thương vợ cho nên anh thấy dơ thì anh không muốn vợ ngồi chỗ dơ mà. Chứ em đang ăn, em vừa ăn cái anh dọn cái, em ăn cái anh dọn cái làm mất ngon. Ủa sao cái chuyện này em phải nói hoài vậy hả chồng? Rồi sáng giờ nấu cơm chưa? Lặt rau chưa? Luộc rau chưa? Chùi nhà tắm chưa? Giặt đồ chưa? Phơi đồ chưa mà ngồi đây hả? Thì bây giờ anh đi làm nè vợ. Giờ ăn đi, chút nữa chập dọn nha. Nhanh đi. Trời đất ơi, có mấy công việc hà mà ngày nào cũng phải nhắc là sao vậy hả? Bực mình quá, nghỉ ăn đi mất ngon hết chưa? Mà tôi nói cho bạn biết á, bạn bớt sợ vợ lại đi. Đàn ông là có bản lĩnh. Thì bản lĩnh, bản lề của tôi là nấu cho vợ tôi ăn nè. Ủa vậy là tính ra là bây giờ tôi đang sợ vợ tôi hả? Vậy mà hồi đó giờ tôi tưởng là làm vậy là vợ tôi hơn tôi chứ. Không muốn vợ không? Đương nhiên là không rồi. Giờ như này nè, ông mà suốt ngày ông cứ nấu ăn, nấu uống như kiểu này, riết ông thành phụ nữ luôn á. Đúng không? Giờ mình là đàn ông, mình phải dùng lên. Cách của tôi á, là lấy độc trị độc. Để coi như là dòng vợ ông đi. Bà nói gì ngay? Ông làm gì vậy? Bà vừa nói tới cái từ đó thì những cái mình bị giật mình thôi. Ông mạnh mẽ lên nghe chưa?
chưa có gì hết mà. Mạnh mẽ lên anh à. Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên đúng không? Chắc chắn sẽ thành công. Tất cả mình đổ thừa cho giống vợ. Mà trên đời này làm gì có ma. Ma là do con người chúng ta tạo ra. Dạ. Yeah. Dạ, tổng cộng là 3.870.000 nha chị. Dạ rồi, em kêu shipper giao liền của chị nha. Chị nhắn địa chỉ cho em nha. Chồng ơi, đi giao hàng nè. Đi giao hàng nè chồng. Chồng, bộ bị điếc hả kêu không nghe vậy? Gì vậy? Trời đất ơi. Ủa không làm gì vậy hả? Trời. Ủa nóng quá bị sản hả? Vợ đang khen đẹp đúng không? Anh biết vợ đang khen đẹp mà. Trời ơi, nên anh trắng hết 3 tông lần đó anh xài kem của vợ đó. Ủa trời. Nè 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 nè, anh bình thường không? Anh có bình thường không vậy hả? Anh bình thường mà hả? Nè, anh làm gì anh lấy son phấn quết hết lên mặt anh vậy? Trời ơi, còn lá son nữa nè. Hơn son. Nhưng mà anh nói vợ nghe nè, nếu mà anh ra đường anh đẹp đó là vợ cũng phải tự tin đúng không? Mà anh cũng tự tin là người ta cũng khen vợ đó. Trời ơi, tự tin gì? Ừ. Nhìn ông tôi muốn tự tử chứ tự tin. Ông nghĩ sao vậy hả? Nè nè làm ơn, đi vô bôi bôi cái mặt rồi xong mình đem giao hàng cho tôi nhanh lên. Không được đâu, hôm nay anh có hẹn rồi em. Dạ, có hẹn với ai? Hả? Hẹn ngay. Hẹn ai? Nói đâu. Anh đi nha. Cái gì vậy? Ôi nè. Nè, người ta là ai hả nè? Đất ơi, ủa ông này sao lạ vậy ta? Tóm lại là ông hẹn với ai? Nhìn cái thái độ này là thấy không có ổn định rồi. Bà có đi theo không? Có, bà đi theo sau lưng kìa. Chắc chắc đúng theo kế hoạch rồi đó. Thôi làm tới luôn đi không? Nhưng mà tôi lo các bạn ơi, tôi không biết mình có thành công không nữa, tôi lo. Đưa cái tay lên. Đúng rồi đó. Cho bộ mình phút lên đi trở. Đang cười nè. Dễ thương quá tôi. Trời ơi, không có đi, không có đi. Đáng quá. Phúc ơi. Ây mà, tôi lo quá à. Lỡ mà không thành công thì sao? Yên tâm đi. Bà đã đi theo ông á là đã thành công chắc 70% rồi. Yêu quá à, ôi yêu quá à. Nó đẹp quá à. Ô, nó hương cưng cưng quá à. Không lẽ chồng mình ấy. Bánh ngon, trời ơi, ngọt tóc tóc quả bánh ấy. Chị còn tâm trí chị ăn nữa hả? Em kêu chị qua đây giải quyết công chuyện giùm em chứ phải kêu chị qua đây ăn bánh giùm em đâu. Thấy gì bánh ngon quá chị ăn. Bây giờ sao? Em nói rõ ràng chị nghe coi. Thì là đó, em rình em thấy ổng đi uống cà phê với cái thằng cha đó đó. Rồi đi hai người ấy với nhau đó. Đi uống cà phê với thằng cha đó rồi ấy với nhau đó. Ôi, em bây giờ ơi. Sao hả? Sao cái gì nữa? Em khùng quá à. Bởi vì giờ chị hỏi em nè, cái bình hoa này ai cắm? Chồng. Dĩa trái cây này ai cắt? Chồng. Và cái dĩa bánh này ai xếp ra? Chồng luôn. Đó, trời đất ơi, em nghĩ làm sao mà chồng của em mạnh mẽ, em cho làm ba cái nè, gọi là gì đó, đảm đang nữ công gia chánh đúng không? Thì lấy gì mà người ta không dạy người ta trở nên người ta yếu đuối. Chết rồi, giờ sao? Giờ thôi, bây giờ em không cho làm nữa. Em bắt ảnh sửa điện, sửa ống nước, em bắt ảnh tập tạ. Đó, cái ý đó chị mới muốn nói với em đó. Em phải là người làm mấy cái việc này nè. Em phải làm những điều mà người phụ nữ cần làm. Vậy em phải bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ đây. Consequences.
sẽ ghê quá à. Làm gì vậy? Vậy làm phụ nữ. Trời bỏ đi, ai chỉ em cái cách làm phụ nữ như vậy vậy? Ghê ghê quá. Chị ba à. Chị ba nói là điều phụ nữ nên làm đầu tiên là phải. Trời ghê quá à. Bộ em nghĩ là cái bà ba là phụ nữ hả? Bà đó nhìn thấy gớm à. Ừ đúng rồi ha. Nhìn bà cũng không có sức quyến rũ gì luôn á. Đúng rồi đó. Vậy là em học sai rồi hả? Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Chồng ơi, bữa nay á em nấu nhiều món chồng thích lắm nè. Chồng ăn cơm nha. Nhưng mà thôi, để chồng đi lau nhà, cắt. Thôi, nhà là em lau xong hết rồi, không cần phải lau gì hết á. Vậy chồng đi giặt đồ. Thôi, đồ em giặt rồi em phơi luôn rồi. Trời ơi, hôm nay vợ bị sao vậy? Tâm lý vợ bị gì bất ổn vậy? Vợ nói chuyện gì tùm lum tà la hết vậy? Anh sợ. Rồi, biết rồi. Không, ý của em là bây giờ á, anh không cần phải làm gì hết. Anh chỉ làm chồng em thôi, được không? Thì anh đang làm chồng em nè. Không, cái này là bà chị chứ không phải là ông chồng. À, anh nhớ không? Trong đám cưới á, cái anh có hứa với em á, anh sẽ luôn là một người đàn ông mạnh mẽ ở bên cạnh để chăm sóc lo lắng cho em, nhớ không? Vậy nữ có nhớ hồi xưa nữ hứa cái gì không? Dạ, nhớ chứ. Em hứa là em sẽ trở thành một người vợ đảm đang nè, nữ công gia chánh nè, thương chồng thương con. Nếu như mà như vậy á, thì nữ đã làm gì được cho chồng của nữ? Tại sao lại bắt anh ta lau nhà, làm những cái công việc như vậy? Biết ai không? Ủa ai đây? Người yêu cũ đó. Người yêu cũ? Ủa là mấy nay bà ịn vô người chồng tôi vậy hả? Tại vì bà sống không tốt với chồng bà. Ủa là sao hả? Đi ra đi. Đi ra. Trả chồng tôi lại cho tôi, đi ra đi. Nếu như mà muốn tôi đi thì bà phải hứa với tôi một điều. Hứa là từ gì? Nay về sau phải đối xử tốt với chồng bà. Đừng có bắt nó như vậy nữa. Hứa. Hiểu chưa? Hứa rồi, tôi hứa là từ đây về sau tôi sẽ đối xử tốt với chồng tôi. Tôi sẽ là một người vợ đảm đang. Bây giờ bà đi ra khỏi người chồng tôi đi, mà đi ra. Chồng ơi. Chồng ơi. Ủa? Em hả? Ngồi đi. Ê chết cha, sao nãy giờ anh dọn cơm anh quên kêu em ra hả? Trời, anh xin lỗi vậy nha. Trời, anh xíu đây anh vô anh dọn nhà với lại anh lau nhà sạch rồi vợ chồng mình ăn cơm. Thôi. Không cần phải làm gì hết á. Cơm này là em nấu á. Em nấu cho chồng á. Ủa cơm này em nấu hả? Dạ. Kể từ đây về sau á, em hứa em sẽ là một người vợ đảm đang. Nói chung là em sẽ lau hết tất cả mọi thứ cho chồng. Chồng á chỉ cần là một người chồng trụ cột trong gia đình này là được rồi. Nha chồng. Em thương chồng quá à.